trước tới giờ. Thứ nhất là bây giờ cái cản thì cái thằng đã ngồi nước mắt chảy là đi. Và tiếp theo là khi mà ở phòng viện mình cũng đã mất những cái thời gian xuống phòng viện. Rồi bây giờ là khi mà xem lại thì nước mắt nó cứ chảy mà kèm lại không được. Mặc dù cũng không muốn như vậy. Mặc dù đóng dây hài chị Gia Thổ đã viết một cái thứ hai nữa là trong phim này là chị Gia Thổ đã cho thằng một cái hình ảnh đảm nhận một cái vai để tạo cái nét vui trong phim cùng với Hiếu Hiền, một vai rất là ấn tượng, rất là thú vị. Nhưng mà khi mà xem phim, cái thằng ấy không thể nào ngăn nước mắt. Cái thằng cảm ơn chị Châu Thổ và cảm ơn Hiền Trinh đã rất là dành những cái điều ấn tượng cho cái thằng. Và nói chung cũng rất là nhiều điều ấn tượng, không biết nói gì hơn. Là xin tất cả mọi người ủng hộ và ủng hộ phim, ủng hộ vai vai gì cũng là mới, rất là mới lạ của cái thằng. Trước tiên là xin cảm ơn các cô.